không ạ? Hỏi bạn cái định vị ở đây, xem có dám va chạm với tớ không? Giỏi kéo lại đôn nhá. Có chó đần ạ. Cút, Alex. Nếu chúng mày muốn va chạm thì phải tìm hiểu cho nó đúng người đúng người. Găm cho vài viên hoa cải mấy thằng em tao bảo là chúng rồi chúng rồi. 2CF1 và cả 2CF2 lối sống bọn tao gọi là băng đẳng mấy cái thằng ngu chúng mày đéo thể nào mà ngăn cản. Nghe tao chưa? Đất ở đéo đâu mà chỉ có vua. Mấy thằng em tao nó mới vừa báo cáo có mấy thằng lao nhau phải nhận một vố thua trên con phố mưa. Hoàng máy bay và tao chiến và chọi người ngoài nhìn vào cũng phải gọi là chiến. Lối cho bọn tao nó vẫn biến và đổi phóng lợn bây giờ đang đổi thành kiếm. Vành đai ba mắt nó quá quen thuộc. Bộ giáo vẫn mới lúc đêm muộn che kín mặt mũi để không bị lên phường. Pháp luật thì không thể xem thường. 2F3 bọn tao tăng ga. Mấy quả cảnh sâu bọn tao băng qua. Mấy cái thằng ngu bọn mới sút vắng xa hớt sổ. Ô đây là vì tao căng già. Nếu chúng mày muốn va chạm thì phải tìm hiểu cho nó đúng người. Găm cho vài viên hoa cải mấy thằng em tao bảo là chúng rồi. 2CF1 và cả 2CF2 lối sống bọn tao gọi là băng đẳng. Mấy cái thằng ngu chúng mày đéo thể nào mà ngăn cản. Ôi mẹ ơi bạn con gọi nhá. Ôi Lưu Phang, yeah. Lúc ở nhà thấy ngoan nhất xóm nhưng mà khi ra đường anh là một dân chơi. Luôn tự hào là từ môi Hà Nội em mới chín nát một đuồng mà là young boy. 11 giờ là đi giải quyết đối nhưng phải nói rồi mẹ là lúc trưởng con gọi. Đéo cần biết là ba mày đang vội nhưng mà bố mày không đâu thì mày mới phạt ba rồi. Ở trên lớp có thi điểm không cao nhưng khi đánh liêng chắc chắn anh toàn chín. Trong xã hội anh chẳng ai một cái thằng lôn nào nhưng mẹ mắng thì phải cầm và cần nín. Luôn tiếp thu những bài giải trên lớp tính tỷ lệ xác suất xây dựng cho tương lai. Đừng dùng và ôn lên bài học anh áp xuống ở bên năm 2. Mới đi danh côn muốn làm tao cay bố mày lại vả cho chúng mày vài phát. Nếu có dùng súng vì bố mày cao tay ngồi quen vấm lợi bố cho mày vài nhát. Thằng anh tao nổ 18 đã phải chịu cái án vì những cái sai lầm. Sống như tao mày tưởng đưa giả sao con tim tao đã quá nhiều nhức với chai sơn. Nếu chúng mày muốn va chạm thì phải tìm hiểu cho nó đúng người. Găm cho vài viên hoa cải mấy thằng em tao bảo là chúng rồi. 2CF1 và cả 2CF2 lối sống bọn tao gọi là băng đẳng. Mấy cái thằng ngu chúng mày đéo thể nào mà ngăn cản. Alo anh à, em bị mấy con chó này đánh anh nên đỡ em phát. Ở ngay đầu sân vận động thôi anh ạ. Em đi nhan rồi. Em đổ vào đất mình rồi anh ạ. Anh lên đi nhá. Anh nhá. Thôi em tắt máy cái.